Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Sẽ có khủng hoảng Trịnh Xuân Thanh thứ hai. Bài viết của tác giả Phạm Chí Dũng được đăng trên trang VOA tiếng Việt. Một năm rưỡi sau vụ nhà nước Đức tố cáo Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam tổ chức bắt cóc ngay tại Berlin, vụ Trương Duy Nhất mất tích ở Bangkok nổ ra vào những ngày giáp Tết Nguyên đán năm 2019, đang hứa hẹn sẽ trở thành một vụ Trịnh Xuân Thanh thứ hai. Vẫn là kẻ tử thù của chế độ. Điểm trùng hợp ngẫu nhiên và cứ như thể một thứ điểm báo dành cho chính thể độc đảng ở Việt Nam là trong khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc vào thời gian cuối tháng 4 năm 2017 và chưa đầy một tuần sau đó, báo chí Việt ngữ ở Đức và cả báo chí Đức đã đưa tin về vụ việc này, thì vụ Trương Duy Nhất mất tích xảy ra vào những ngày cuối tháng 1 năm 2019 cũng được phát tin khoảng một tuần sau đó bởi báo chí quốc tế. Nhưng đặc biệt nhất là được phát tin một cách rất chi tiết bởi một blogger, người bị xem là kẻ tử thù của chế độ Cộng sản Việt Nam. Đó là người buôn gió, tức là ông Bùi Thanh Hiếu, hiện đang sống ở Đức. Trong khi một số tờ báo nước ngoài, trong đó có cả báo Thái Lan, bắt đầu đề cập đến vụ Trương Duy Nhất mất tích một cách thận trọng và tỏ ý nghi ngờ có sự nhúng tay của phía Việt Nam, thì blogger người buôn gió đã huỵch toẹt rằng blogger Trương Duy Nhất bị bắt cóc bởi Tổng cục 2 Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, kèm theo nhiều chi tiết khá cụ thể về vụ bắt cóc này, như lực lượng bắt cóc khoảng 10 người, trong đó có khoảng 2 người biết tiếng Thái, lên đường đến Thái Lan vào ngày 23 tháng 1. Trước khi bị bắt, Trương Duy Nhất đã nhận số máy lạ có đuôi 6521. Ngày Trương Duy Nhất bị bắt là 26 tháng 1. Trương Duy Nhất bị bắt tại siêu thị Future Park. Khi bị bắt, Trương Duy Nhất còn xin thay áo, một số hình ảnh về Trương Duy Nhất tại Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc tại Bangkok. Những chi tiết quá cụ thể này khiến cho độc giả không thể nghĩ rằng tác giả người buôn gió nếu không phải do hoang tưởng thì đã nhận được những nguồn tin mật từ chính nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, hay cụ thể hơn là từ nội bộ của giới công an Việt Nam hoặc từ chính người nằm trong lực lượng bắt cóc. Trong bài viết mô tả vụ bắt cóc Trương Duy Nhất, blogger người buôn gió còn gửi đi một thông điệp vừa ẩn ý vừa lộ liễu. Tôi biết nhiều hơn những gì tôi viết. Những điều tôi biết là những bằng chứng chứ không phải là những suy đoán. Trong vụ này cũng như trong nhiều vụ khác cũng vậy. Đây là lần thứ hai người buôn gió làm cho chính quyền Việt Nam điên đầu và có thể sẽ rơi vào trạng thái lúng túng cao độ như tình trạng hậu cuộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, những thông tin mà blogger người buôn gió cung cấp trong loạt bài viết về Trương Duy Nhất cho đến nay chỉ thuộc về tác giả mà chưa thể kiểm chứng được. Nhưng khách quan mà xét, thì nếu nhìn lại vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc và loạt bài viết của người buôn gió về vụ việc này, có thể nhận ra một chi tiết mà người buôn gió nêu ra là phù hợp với thực tế vụ bắt cóc này và kết quả điều tra đã được Bộ Công an của Cơ quan Cảnh sát Điều tra và Viện Công tố Đức. Nếu những cáo buộc chi tiết và như thể trong ruột mà người buôn gió nhắm tới Tổng cục 2 quân đội là đúng, hoặc ít ra có một số cơ sở xác thực, vụ blogger Trương Duy Nhất bị bắt cóc tại Bangkok gần như chắc chắn sẽ trở thành vụ Trịnh Xuân Thanh thứ hai. Nhưng lần này tác giả không phải là Bộ Công an mà lại là Bộ Quốc phòng với vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương là Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng. Liệu có thỏa thuận ngầm? Chính quyền Việt Nam đã im lặng trước Tết Nguyên đán khi xuất hiện tin tức Trương Duy Nhất bị mất tích hay là bị bắt cóc. Đó là khoảng thời gian mà có thể thông cảm được là giới quan chức còn đang phải ăn Tết. Nhưng sau cái Tết Nguyên đán để cảnh lót tay, chúc tụng đái bôi và ăn nhậu xả láng thì lại là chuyện khác. Thông tin lan rộng và đầy tính nghi ngờ trên một số tờ báo quốc tế về vụ bắt Trương Duy Nhất sẽ khiến cho chính quyền Việt Nam không thể nhắm mắt che tai. Do đó, nhiều khả năng là sau Tết Nguyên đán 2019, chính quyền Việt Nam sẽ phải có thông báo về vụ việc này. Trong đó hoặc là phủ nhận việc chính quyền này ra lệnh bắt cóc Trương Duy Nhất, hoặc là chính thức xác nhận Trương Duy Nhất đã bị bắt nhưng là tự nguyện về nước đầu thú do hành vi phạm pháp. Tương tự như cái cách mà Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đồng thanh tương ứng vụ Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú vào đầu tháng 8 năm 2017. Điều an ủi mà có thể khiến cho chính quyền Việt Nam tạm thời yên tâm để đưa ra một thông báo theo kiểu trên là khác với lời tố cáo mạnh mẽ của nhà nước Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh, chính quyền Thái Lan sẽ khó mà lên án chính quyền Việt Nam tổ chức bắt cóc người một cách bất hợp pháp trên đất Thái do một thỏa thuận ngầm nào đó nếu có giữa hai bên, cộng thêm mối quan hệ Việt-Thái được xem là ngày càng tốt đẹp. Và chế độ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chẳng ưa gì tự do báo chí. Củng cố cho khả năng này là động thái mới nhất của lãnh đạo Cục Di trú Thái Lan, thông tin rằng họ đã không có hồ sơ về việc Trương Duy Nhất nhập cảnh vào Thái Lan. Một vấn đề có thể được hiểu là ông Nhất đã vào đất Thái theo cách không hợp pháp.
và do vậy các cơ quan Thái có thể sẽ cho rằng họ không liên can đến vụ việc này. Nhưng còn sức ép của các tổ chức nhân quyền quốc tế và truyền thông quốc tế đòi hỏi trách nhiệm của người Thái phải tìm ra tung tích của Trương Duy Nhất. Chắc chắn chính quyền Thái Lan sẽ phải tiến hành một số động tác nào đó, dù chỉ là cho có, để có cơ sở hồi âm cho quốc tế về vụ việc này. Nội dung hồi âm này lại có thể có độ chênh, thậm chí là chênh biệt đáng kể với một thông báo mà phía Việt Nam phải nêu ra sau Tết Nguyên đán năm 2019 về vụ Trương Duy Nhất, khi đó sự thật sẽ dần lộ ra. Song, mối lo sợ và nguy hiểm lớn nhất của chính quyền Việt Nam và của cả chính quyền Thái Lan sẽ đến từ người buôn gió. Sẽ có bằng chứng, bởi khi người buôn gió dám khẳng định là anh ta có những bằng chứng về vụ Trương Duy Nhất bị bắt cóc mà không phải là suy đoán. Toàn bộ những ai quan tâm đến vụ việc này đều ngóng cổ trông chờ người buôn gió tung ra những bằng chứng đó để xem tính xác thực đến đâu. Còn chính quyền Việt Nam, đặc biệt là Thủ tướng Phúc và Tổng cục II, có lẽ sẽ sống trong hồi hộp mòn mỏi. Nếu người buôn gió không thể cung cấp những bằng chứng, nhiều quan chức Việt Nam sẽ thở phào và tổ chức phản đòn để cho quốc tế thấy chính nghĩa Việt Nam. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu trong những ngày tới một số bằng chứng và nếu đúng là các bằng chứng có tính xác thực được công bố theo đúng cái cách mà người buôn gió thường làm là rỉ rả giết dần giết mòn sức chịu đựng của địch thủ? Chỉ có thể là những cơn đau tim, thống phong và xơ gan cụ trướng hoặc là cả ba. Và nếu quả thực vụ Trương Duy Nhất mất tích ở Bangkok sẽ nổ ra như một cuộc khủng hoảng Trịnh Xuân Thanh thứ hai, thì đó sẽ là điểm báo rông cả năm, hoặc còn lâu hơn thế, dành cho tương lai toàn màu tối của chính thể độc trị ở Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Bangkok Post, vụ mất tích của blogger Trương Duy Nhất bị im lặng. Bài viết được đăng trên trang VOA tiếng Việt. Hôm 11 tháng 2, tờ Bangkok Post đặt nghi vấn vì sao vụ blogger Trương Duy Nhất đột ngột mất tích đã hơn 2 tuần, nhưng chính quyền hai nước, đặc biệt là Việt Nam, vẫn im lặng. Tờ Bangkok Post viết, vụ mất tích của ông Trương Duy Nhất vào ngày 26 tháng 1 đã nhận được sự im lặng thường thấy từ các chính phủ có liên quan. Nhân chứng về vụ bắt cóc ông Nhất đã được tìm thấy và phỏng vấn, nhưng không phải do chính quyền Thái Lan hay các nhà ngoại giao Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ công dân nước mình thực hiện. Các trường hợp bị mất tích đột ngột của những nhà bất đồng chính kiến tiếp tục chồng chất. Trường hợp mới nhất như vậy xảy ra ngay giữa ban ngày bên trong một trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Bangkok. Ông Trương Duy Nhất, một nhà báo và blogger nổi tiếng ở Việt Nam, đã bị bắt và lôi kéo ra khỏi trung tâm mua sắm Future Park. Ông vừa đăng ký thông tin cá nhân và xin tị nạn qua văn phòng tị nạn của Liên Hợp Quốc. Bangkok Post viết hôm 11 tháng 2. Tờ Bangkok Post nhận định, chúng ta phải hy vọng rằng vụ bắt cóc ông Nhất ở Bangkok sẽ mang lại những phản hồi dễ chấp nhận hơn từ các nhân viên chính phủ và an ninh. Ông Nhất rõ ràng là nạn nhân của một chế độ Việt Nam ngày càng không khoan dung và mang tính bạo lực, nơi hàng loạt các nhà báo đã bị giam cầm chỉ vì các bài báo đơn thuần chỉ trích giới chức Hà Nội hoặc các hành động của chính quyền địa phương. Đài Á Châu Tự Do RFA hôm 8 tháng 2 loan tin chính phủ Hoa Kỳ hoan nghênh tin chính phủ Thái Lan sẽ điều tra vụ việc Trương Duy Nhất bị mất tích. Trong một tuyên bố ngày 8 tháng 2, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ hoan nghênh cuộc điều tra của chính phủ Thái Lan về vụ mất tích của ông Nhất. Đài RFA trích tuyên bố của Ngoại giao Mỹ nói, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Tự do báo chí là căn bản của sự minh bạch và sự có trách nhiệm của chính quyền. Các nhà báo thường gặp những nguy cơ lớn khi làm công việc của họ, và nhiệm vụ của các chính phủ và công dân trên toàn thế giới là phải lên tiếng bảo vệ họ. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được trích lời nói. Một vài nhận định về vụ Trương Duy Nhất mất tích. 1. Nếu thông tin ông Trương Duy Nhất bị bắt tại một trung tâm thương mại ở Bangkok là chính xác, thì chính quyền Thái Lan không phải là kẻ vô can, mà là người chịu trách nhiệm chính trong vụ bắt giữ này. Bởi lẽ không thể bắt ông Nhất bằng vũ lực hay gây mê để rời khỏi một trung tâm thương mại đông đúc với hệ thống camera và lực lượng an ninh bảo vệ dày đặc. Nếu những người bắt giữ không phải giới chức chính quyền sở tại. 2. Chính sách của chính quyền Việt Nam trong suốt nhiều năm qua là sẵn sàng tống khứ những người bất đồng chính kiến hay hoạt động dân chủ nhân quyền ra khỏi Việt Nam. Chỉ cần quốc gia nào đồng ý tiếp nhận các đối tượng này thì chính quyền Việt Nam cũng sẽ sẵn sàng để họ ra đi. Trong một số trường hợp, chính quyền còn gây áp lực để buộc những người này phải rời khỏi Việt Nam. Nếu ông Nhất chỉ thuần túy là một người viết lách bất đồng chính kiến hay một nhà hoạt động cho dân chủ nhân quyền, thì chính quyền Việt Nam không dở hơi đến nỗi nhanh chóng mở chiến dịch quy mô săn lùng sang tận Thái Lan để bắt về. Về lý do bắt ông Nhất đến lúc này vẫn còn đang bỏ ngỏ.
3. Khi nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế và Hoa Kỳ lên tiếng gây áp lực tiến hành điều tra về việc ông Nhất mất tích, thì ngay lập tức thông tin thuộc dạng định hướng dư luận được tung lên mạng. Nội dung của bài viết cáo buộc ông Nhất là một mắt xích trong đường dây chiếm dụng công sản của Vũ Nhôm. Cụ thể, trụ sở báo Đại Đoàn Kết ở miền Trung tại số 82 Trần Quốc Toản, thành phố Đà Nẵng, thời ông Nhất làm trưởng đại diện bị biến thành nhà riêng của Vũ Nhôm. Cạnh đó, ông Nhất còn cùng với Vũ Nhôm thành lập công ty IVC để mần ăn chung. Thông tin này được đưa ra rõ ràng nhằm mục đích giảm sự ủng hộ đối với ông Nhất, buộc những người lên tiếng bảo vệ cho ông phải dè dặt hơn. Thông tin này cũng có thể giải thích cho lý do ông Nhất dù đã đào thoát qua Thái Lan xin tị nạn nhưng vẫn bị săn đuổi. 4. Khoảng hơn một năm trước, trên mạng Internet rò rỉ một báo cáo tuyệt mật của Tổng cục Tình báo Quân đội, tức là Tổng cục 2 về Trương Duy Nhất. Nội dung của bản báo cáo này đánh giá về Nhất. Một mặt là đối tượng chống đối chính trị cực đoan, mặt khác lại phục vụ cho lợi ích nhóm và phe cánh chính trị trong nội bộ đảng và nhà nước. Bản báo cáo còn miêu tả Nhất có mối quan hệ phức tạp, tức là vừa quan hệ với phản động lại vừa quan hệ với lãnh đạo chính quyền, đặc biệt là mối quan hệ thân mật với Vũ Nhôm. Bản báo cáo này cũng đưa ra kiến nghị lực lượng công an cần lập chuyên án, củng cố hồ sơ để xử lý Trương Duy Nhất và ngăn chặn tình trạng phe cánh chính trị đang ảnh hưởng trực tiếp đến đoàn kết nội bộ, uy tín của lãnh đạo các cấp. 4. Đối với hoạt động đấu tranh, Nhất là một người khá thú vị. Nhiều người biết đến ông vì ông được ví là một anh hùng thông tin, được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao tặng. Vì các bài viết phê phán mạnh mẽ về lỗi hệ thống chính quyền, cổ suý cho dân chủ và nhân quyền, nhưng đồng thời nhiều người cũng khá rõ mối quan hệ thân thiết của Nhất với Vũ Nhôm và áp phe với một số giới chức lãnh đạo chóc bu. Trước cả khi bản báo cáo của Tổng cục 2 ra đời, đánh giá đầy đủ về Nhất có lẽ là những nhà sử học sau này sẽ có cái nhìn chuẩn xác hơn thời điểm này. 5. Hiện tại Trương Duy Nhất đang trong tình huống khá nguy hiểm, không ai biết được tình trạng hiện tại của ông ra sao, cũng như chưa một ai nhận lãnh trách nhiệm về việc bắt giữ ông. Tình trạng của ông được pháp lý mô tả bằng thuật ngữ cưỡng bức mất tích. Người bị bắt giữ trong tình trạng này có nguy cơ bị thủ tiêu hoặc bị đưa ra xét xử mà không đảm bảo nguyên tắc xét xử công bằng như bị giam giữ bí mật, bị tra tấn, ép cung, bị tước đoạt quyền tiếp cận luật sư và thân nhân. Bỏ qua nguyên tắc xét xử đối với ông Nhất thì tất cả mọi cáo buộc nhắm vào ông, lẫn việc xét xử ông sau này đều trở nên vô giá trị về mặt pháp lý. Lúc này ông Nhất cần được bảo vệ và đảm bảo cho việc xét xử công bằng và công khai. Những người yêu công lý hãy đặt câu hỏi cho chính quyền Thái Lan và Việt Nam rằng Trương Duy Nhất đang ở đâu?